Xin chào anh em. Thì, hôm nay mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh em tức là đấu với hệ thống điều hòa cho con xe Suzuki 5 tạ hay là 500 kg đấy, hoặc là những con xe Taco Thaler nhé. Bởi vì sau khi mình ra những cái bộ điều hòa của xe thì anh em có yêu cầu là làm một cái clip hướng dẫn đấu với hệ thống điện cho cái điều hòa. Đấy, bởi vì là gần như là con này là lắp mới hoàn toàn mà. Thì mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái là lắp trên một cái dơ le, lắp hệ thống qua dơ le 6 chân nhá. Đây con dơ le 6 chân này. Đấy, trên cái dơ le này thì có cái sơ đồ ở đây này các bạn này. Đấy, đây nó có cuộn dây này và nó để có chân chân 1 này, chân 2 này. Đấy, chân tức là 6 chân đấy, chân 5, chân 4, chân 5, chân 6. 1 2 3 4 5 6. Đấy thì là nó riêng cái dơ le 6 chân này thì nó là dơ le nó có hai cuộn dây nhé. Thì mình sẽ xác định được hai cuộn dây. Đấy, bởi vì mình đấu cái dơ le này thì thay được cái dơ le 6 chân thì mình sẽ thay được hai con dơ le 4 chân. Đấy. Thì đây. Ví dụ mình xác định nó là mình tìm cái ở cái sơ đồ này, mình tìm đâu là hai cuộn dây trước. Thì như cái dơ le này thì nó là 6 chân đây này các bạn nhìn này. Đấy, thì là nó hai dây này nhá. Nó là cuộn dây này. Đấy, bởi vì khi cuộn dây hai cuộn dây đóng với nhau, tức là mình lấy một âm một dương vào nhau thì là dơ le nó đóng thì lúc đấy bắt đầu là dơ, bởi vì trong cái dơ le này là nó có cái mình gọi là cuộn dây đồng, nó tạo ra từ trường ấy. Đấu với dơ le này mục đích là gì? Dơ le này mục đích là nó để ổn định dòng điện. Đấy, nó không bị một là không bị ăn dòng này, hai nữa là nó không bị như mình gọi là các cái dòng điện lúc khỏe lúc yếu ấy. Đấy, và thứ ba nữa là nó tránh cái, bởi vì trong cái dơ le này nó có những cái má vít thì nó sẽ được bền những cái công tắc hơn. Đấy thì đây mình sẽ chia sẻ cho anh em là để cách đấu này. Thì ví dụ như cái thằng 6 chân này thì mình xác định hai cuộn dây trước nhá, hai cuộn dây và cái dây ở giữa này thì nó là hai cái dây dương. Dây dương này có thể mình sẽ đấu, mình đấu riêng biệt được hoặc là mình đấu chung được. Nhưng mà ở trên cái chỗ này, trên chỗ cái mô hình này đây, mình đấu thì mình sẽ đấu chung cái dây dương vào với nhau. Thì đây nhá, các bạn nhìn rõ này, 6 chân này thì hai cái dây này là dây dương và một cái dây này là dây cuộn dây. Đúng không? Dây cuộn dây thì sẽ có một âm một dương. Đấy, còn dây dương này là dây dương chung. Mình sẽ đấu hai cái này vào đây. Hai cái này xoắn vào nhau nhé, và đồng thời một cái này nữa là thành 3 dây. Dơ le 6 chân nhưng đấu 3 dây và nó có hai đường dây ra, đúng chưa? Hai dây ra này. Đấy, dây ra bất kỳ nào, mình lấy dây nào ra lốc được mà dây nào ra quạt được, bởi vì mình đấu một cái dơ le này là sẽ cái tác dụng của nó là sẽ điều khiển ra lốc và điều khiển ra cả quạt nữa. Đấy, nhưng mà đây là mình đấu dạng như là điều khiển trên một công tắc. Ví dụ như mình tắt công tắc đi này là tắt luôn cả lốc và tắt luôn cả quạt dàn nóng. Đây. Thì đây là cái công tắc AC. Đây nhá. Công tắc AC này thì nó cũng có 3 chân. Thế con này 3 chân thì nó đòi hỏi là sẽ có hai dây, một dây dương vào và hai dây mát. Đấy. Bởi vì là một mát là để sáng công tắc. Đây. Một mát là để sáng công tắc này, bởi vì công tắc này là thực ra là AC, nút AC nó chỉ là đóng mạch thôi. Đây mình đấu này. Đây là hai cái dây này nó đã có một âm một dương này. Một âm một dương. Đấy. Đấy nhá. Đây mình cầm này. Đây mình đấu sẵn đây là một âm một dương và tức là công tắc AC này là nó sẽ có 3 dây này, một âm một dương vào này, đúng chưa? Và một công tắc này mình sẽ điều khiển nguồn dương ra.
Đấy, nguồn nguồn dương ra nhé, nguồn điện ra là đường dương đi, thì đây là sẽ là nguồn dương ra này để công tắc AC này. Còn đây là cái chân cầu chì thì các bạn biết rồi đúng không? Chân cầu chì này thì mình sẽ đấu trước cái nguồn điện. Tức là ví dụ như ở trên xe thì mình sẽ lấy đằng sau ổ khóa. Tức là khi mình bật khóa điện lên thì mình xác định nguồn dương này. Để tắt chìa khóa điện đi thì cái nguồn ở đây nó phải sẽ mất nhá. Thì mình đấu như thế thì nó an toàn hơn. Thì khi mình bật khóa điện là nó có điện, còn mình rút chìa khóa điện ra hoặc mình tắt điện là nó mất điện. Mất điện hệ thống điều hòa. Đấy, thì là đấu như thế là nó an toàn hơn. Tức là mình lấy nguồn dương độc lập. Hoặc là mình có thể là nếu như đấu qua dơ le ấy, thì mình riêng dòng xe su này thì người ta ở trên cái bản thân xe ấy, là người ta không thiết kế điều hòa, nhưng người ta thiết kế quạt gió, đúng không? Quạt gió trong xe đấy, tức là để thổi vào người. Và công tắc quạt, ở trong cái công tắc quạt đấy là người ta thiết kế có một cái dây mát chờ rồi. Cần thiết thì mình là lấy cái dây mát chờ ở cái công tắc quạt đấy để mình đưa vào chân dơ le. Thì sau khi mình bật công tắc này, xong mình bật AC, tức là nếu như mà đấu ở trên xe là mình bật công tắc quạt đấy, quạt chạy thì có điện âm để điều khiển dơ le. Thế nhưng mà ngược lại là nếu như mà cái dòng xe này mình muốn đấu nó độc lập ấy, tức là điện AC riêng và điện quạt riêng, thì mình sẽ đấu theo cái đây tôi sẽ làm. Còn cái kia thì mình chỉ lấy mỗi dây mát vào chân dơ le là xong. Nó cũng đều như thế thôi. Bởi tất cả những cái này là mình đều cho khiển dương. Khiển dương là bởi vì khi mình đóng mát vào thì dương chờ, tức là mát chờ. Tức là dương lúc nào nó cũng ở cái chế độ đấy này. Khi mình bật công tắc cái là mát chờ, đóng dơ le cái. Thì khi dơ le hoạt động thì bắt đầu toàn bộ hệ thống nó mới làm việc. Thì đây tôi lên một cái mô hình sẵn đây nhé, quạt gió này. Đây là tượng trưng là quạt dàn nóng này. Lốc lạnh này đang lắp trên xe này. Đấy. Dàn lạnh này. Thế nhưng mà ngược lại là toàn bộ hệ thống này là người ta đều lấy mát thân vỏ nhé. Lốc này cũng là mát thân vỏ và quạt mình cũng lấy mát thân vỏ luôn. Còn đâu nếu như mình thích mà điều khiển mát thì mình đấu dơ le điều khiển mát. Cái đấy cũng đơn giản. Thì nguyên lý cái hệ thống điện này để mình đấu cho nó an toàn ấy, thì trước tiên là mình từ ở công tắc AC này, đúng chưa? Đấy, xong rồi chạy qua dơ le ngắt lạnh này, đúng chưa? Đấy, thì khi mà mình nếu như mình cái dơ le mình muốn đấu ở trước, tức là trước cái dơ le ngắt lạnh này cũng được, đúng chưa? Bởi vì cái hệ thống dơ le này nó để nó cho nó đảm bảo nó an toàn đấy, thì mình đấu trước cái bắt đầu từ ở cái đầu tiên đi, tức là dơ le mình sẽ khi mình từ công tắc AC này, đúng không? Thì mình nhấn nút công tắc AC, dơ le nhảy, dơ le đóng thì nguồn điện nó sẽ chạy, nguồn điện nó sẽ qua dơ le ngắt lạnh đấy, qua dơ le ngắt lạnh xong mà là qua van áp suất. Đấy, khi qua van áp suất rồi thì là bắt đầu mới đóng điện cho lốc quạt chạy. Đấy, rất đơn giản. Thì đây nhé, tôi sẽ đấu cho các bạn xem. Đây, dây le 6 chân này nhá, ba cái dây này vào này là dây này, ba dây là nhớ vào nguồn dương này đó. Nguồn dương này thì từ ổ khóa xuống, đúng chưa? Nguồn dương thì từ ổ khóa xuống, thì đây từ ổ khóa xuống đây thì qua nguồn dương thì có thể mình đấu qua nguồn dương thì mình sẽ đấu qua một cái công tắc AC. Thì từ công tắc AC đây nhá, công tắc AC lên đèn xanh xanh này, thì mình sẽ đấu vào cái dây này, ba dây này. Còn đâu cái dây cái
dưa le này là mình sẽ lấy mát nhé, mát thân vỏ. Đây là mình đấu dạng như là lấy nguồn dương để qua công tắc AC đấy, còn đâu không thì mình có thể mình đấu, mình lấy công tắc AC đấu vào, đấu ra nguồn mát cũng được, chân mát cũng được, để đóng mát thì dưa le nó đóng. Còn đây là mình sẽ khiển này, là khiển dương đi. Đây mình đấu AC này là khiển dương. Đó, khiển dương đi cho nó. Thì đây là mát, mát nhá. Mát là mình mát này sẽ lấy thân vỏ này. Mát lấy thân vỏ này. Đó. Thì cái này khi mình đấu mình bật nguồn điện dương, bật nguồn điện AC dương thì nó sẽ có điện, nó sẽ đóng qua dơ le đấy nhá. Bật AC này. Đấy, dơ le nháy này, dơ le nhảy này. Đấy nhá, tôi có cả cái đèn thử đây, tôi dùng cái đèn thử đây để thử cho cả nhà xem đấy nhá. Đèn thử này, bật AC này. Đấy, dưa le đóng rồi. Dưa le đóng. Có điện này. Có dưa le nhảy gì đấy. Dưa le nhảy. Dưa le nhảy này là đúng ra là phải sáng. Đấy. Đây, sáng này, đèn sáng này. Đây, tuột nóng cái này, tắt này. Đây nhá, bật này, bật AC này. Đấy, đèn sáng này, tắt AC này. Đây là ra một chân nhá. Một chân này mình có thể mình đấu ra lốc cũng được. Đây là quạt này, AC bật này. Đây là nóng một chân. Đây. Đấy, bật này, tắt này. Đó. Thì đây tôi sẽ, khi mình đấu xong mình thử nguồn điện rồi thì bắt đầu mình sẽ đấu, mình sẽ đấu qua cái một dây ra lốc trước này. Hai dây mình tách ra, một dây ra lốc, một dây ra quạt, đúng không? Đấy, thì mình sẽ đấu cái từ dưa le này. Đấy, dưa le này sẽ chạy, chạy qua cái dưa le ngắt lạnh này. Thì khi đổ đủ độ lạnh rồi nhá thì là dưa le cái nó ngắt. Dưa le ngắt lạnh. Dưa le ngắt lạnh. Từ dưa le ngắt lạnh này. Đây nhá. Dưa le, từ dưa le ngắt lạnh. Chạy ra van áp suất. Dần van áp suất thì luôn luôn nó bắt trên cái phin nọc, đúng không? Riêng dòng này bắt trên phin nọc, còn những cái dòng loại xe khác thì người ta làm bắt ở trên cái tuyô. Nhưng đây mình bắt trên phi nọc. Đây. Thì đây tôi sẽ bởi vì là nếu như mà lắp cái van áp suất này thì từ ra van áp suất này mình sẽ chạy, chạy vào lốc, đúng không? Còn nó một giây nữa là mình chạy thẳng ra quạt. Thì mình sẽ thay cái van áp suất này bằng, bởi vì khi van áp suất này nó phải có ga. Có ga đóng, đóng áp vào rồi thì nó mới tạo áp rồi ấy, thì nó mới cho lốc làm việc. Đấy nhá. Ví dụ như tôi đấu thử cái này. Này vào đây. Van áp suất nhá, và một dây ra lốc này. Đúng chưa? Đó. Thì cái van áp suất này mình sẽ lắp trên cái phin. Còn đâu là quạt này. Dây quạt. Đây. Một dây quạt thì là dưa le này còn vẫn thừa một chân, đúng không? Mình lại lắp đấu tiếp vào đây. Đấy, riêng dưa le 6 chân này nó tách ra làm đôi. Tách ra làm đôi thì mình sẽ chia ra làm hai nhé. Một cái chạy ra lốc, một cái chạy ra quạt. Thì tôi sẽ điều khiển này. Đấy, quạt chạy này, các bạn nhìn quạt chạy chưa? Này. AC này. Đấy, đèn sáng này. Quạt chạy này. Đó.
đấy, nhưng mà quạt chạy thì đáng như là lốc nó phải chạy đúng không, nhưng mà cái van áp suất này là nó phải có ga vào thì nó mới chạy. Thì tôi sẽ thay thế cái van áp suất bằng cái này, bằng người gọi là lối trực tiếp đấy, đây gọi là cho nó thông mạch luôn để xem lốc nó chạy hoạt động không. Đây mình bỏ cái van áp suất này ra nhé, đây này đấu tạm thôi. Nghe cái bật nhá. Quạt chạy này. Bật AC này. Đấy. Ngắt này. Lốc nó chạy này, các bạn nhìn cái mặt hít này, hít này. Nó kêu tạch một cái này. Đấy. Quạt chạy này. Đó. Rất đơn giản. Đây tắt này, bật này. Quạt chạy này. Thì đây nhá, cứ quay lại cho tất cả anh em xem nhá. Đây là từ công tắc AC này, đúng chưa? Công tắc AC thì mình sẽ lấy nguồn mình sẽ dùng cái công tắc AC để khiển dương, hoặc là mình khiển mát cũng được. Khiển mát thì mình sẽ đấu vào chân này, nhưng mà đây là tôi đấu này là khiển dương này, khiển dương để cho dương le đóng, đúng chưa? Dương le đóng. Cái này là mình làm trên này thì nó không có mát thân vỏ, thì nhìn cái dây điện nó hơi lằng ngoằng chút thôi. Khiển dương. Đây. Dây ra. Đấy. Dây ra đúng không? Thì dây ra thì từ ở dơ le này chạy qua đến dơ le ngắt lạnh. Đây dàn lạnh nhá. Dơ le ngắt lạnh đúng không? Dơ le ngắt lạnh nó có hai chân, thì một chân ăn thẳng từ vào, một chân vào một chân ra. Đấy, chân ra thì là mình đấu qua van áp suất. Thì như vừa tôi đã trình bày là cái phần này là mình sẽ thay thế cái van áp suất, bởi vì van áp suất này là nó phải có áp vào thì nó mới đóng. Nhưng mà ở trên đây thì không áp được thì mình bỏ cái van áp suất ra, mình đấu qua cái chân này. Coi như là lúc này là cái van áp suất đang đóng áp qua lốc chạy đúng không? Đây là dưa le 6 chân. Thì nó tách ra làm đôi, còn một chân nữa mình chạy thẳng ra quạt. Đó. Đây là mình sẽ đấu qua cái dưa le 6 chân để cho nó an toàn hơn. Không thì mình, nếu mình không đấu dưa le 6 chân này là mình sẽ thay thế cho cái bằng hai cái dưa le. Đấy. Bởi vì thường thường nếu không thì mình sẽ đấu qua hai cái dưa le 4 chân. Còn nếu các bạn nếu mà thích thì hôm nào mình làm xong cái clip này thì mình sẽ lên một cái clip nữa là đấu qua dưa le 4 chân, nhưng mà phải đấu qua hai cái thì nó mới an toàn hơn, tức là đấu lốc một khiển lốc một dưa le và khiển quạt một dưa le. Đó, rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Còn đâu là nếu mà qua cái dưa le này mình có chuyển đổi, mình có thể là mình khiển mát cũng được, và khiển, tức là ý là khiển lửa cũng được mà khiển mát cũng được, hay là gọi là khiển dương ấy. Đấy, khiển dương khiển âm được hết qua dưa le, rất đơn giản. Thì đây mình vừa ấy hướng dẫn để cho anh em xong cái clip là đấu hệ thống điện điều hòa cho con Suzuki 500kg, hay là con gọi là Taco Thaler nhé. Đấy, đây là hệ thống điều hòa lắp thêm. Đấy, đấu như này nó rất là an toàn, bởi vì là khi mình đấu qua như này này, thì khi ví dụ như cái van áp suất này nhá, thiếu ga là nó cũng ngắt. Đấy, hoặc là áp nó cao cũng ngắt. Đủ độ lạnh nhá, đủ độ lạnh, dưa le ngắt lạnh, dưa le nó ngắt thì là ngắt lốc, ngắt quạt. Đấy, nhưng mà nếu như những cái dòng su này, video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cách đấu, có thể là đấu quạt để cho nó chạy, luôn luôn chạy để cho cái áp nó tốt, tức là quạt luôn luôn chạy thì nó luôn luôn nó làm mát được cái hệ thống giàn nóng, thì là cái áp nó tốt hơn. Đấy. Nếu mà anh em mà yêu thích ô tô hoặc sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh. Đấy, mình sẽ thường xuyên ra những cái video clip hướng dẫn lắp đặt về hệ thống điều hòa. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.